Hello cả nhà. Hôm nay Nam có mặt tại Quảng Ngãi và một điểm du lịch mà Nam muốn chia sẻ với cả nhà đó là Ba Làng An. Ở nơi đây có ba ngôi làng cho nên là người ta sẽ đặt tên là Ba Làng An và Ba Tăng Găng hoặc là Trạm Đèn Biển nha. Ở đây chúng ta có một cái ngọn hải đăng và mình được chia sẻ là chúng ta có thể leo lên được hải đăng đó nha cả nhà. Cho nên bây giờ cả nhà cùng với Nam leo lên hải đăng để chúng ta nhìn toàn cảnh cái khu vực biển Ba Làng An nha. Chúng ta cùng đi cả nhà ơi. Xin chào cả nhà, chúc cho cả nhà có một ngày mới thật là vui và an lành nha. Hiện năng Nam có mặt tại thành phố Quảng Ngãi cả nhà ơi. Xe đang di chuyển vào trong cái khu vực đường dẫn để vào trong cái cầu Cổ Lũy nha cả nhà. Nam cũng chia sẻ luôn với cả nhà là cái cầu Cổ Lũy thì bắc qua sông Trà Khúc tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam nha. Đây là một cây cầu rất là lớn và được làm ở trên tuyến đường ven sông Dung Quất với Sa Huỳnh. Bắc qua sông Trà Khúc nè, cầu thì nó có cái chiều dài là 1.877 m, chiều rộng thì có cái đoạn thì 20 đến 22 m nha cả nhà. Và nó khởi công vào 18 tháng 12 năm 2017 và hoàn thành vào 20 tháng 10 2020. Ở đây cũng là một cái cầu mà dây văng đầu tiên tại thành phố Quảng Ngãi. Như cả nhà thấy không, một cái cầu rất là đẹp và có tới 4 làn xe ô tô ha, rộng giữa hai bên luôn. Và Nam sẽ chạy qua một vòng để cho cả nhà chiêm ngưỡng cái cầu rất vĩ đại, rất là to lớn bắc qua sông Trà Khúc tại thành phố Quảng Ngãi nha. Bây giờ Nam đang đi qua nè và cảm giác rất thú với cái thiết kế của cầu, nhìn rất là đẹp và trông rất là chắc chắn luôn nha cả nhà. Và chúng ta có thể chạy lại một vòng nữa để chúng ta tiếp tục chiêm ngưỡng cây cầu đầu tiên chỉ văng tại thành phố Quảng Ngãi nha. Và Nam cũng chia sẻ thêm với cô chú anh chị thì cầu Cổ Lũy cách thành phố Quảng Ngãi tầm 15 km nha cả nhà, hướng về gần cuối sông Trà Khúc nha. Ở đây thì ngoài cầu Cổ Lũy thì cũng có một công trình đang trong xây dựng rất là lớn nha cả nhà, đó là chùa Minh Đức nằm trên cái quả đồi rất là cao luôn. Và được biết thì ở đây có một cái tượng Phật Quan Âm cao nhất thế giới, đâu đó thì cũng cao khoảng tầm 130 m đó cả nhà.
cho chúng ta một ngôi chùa rất là đẹp tại khu vực này. Trong tương lai thì chắc chắn là có dịp thì Nam sẽ ghé lại đây và sẽ review cho quý cô chú anh chị xem nha. Và trong buổi sáng ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ tham quan khu du lịch Ba Làng An nha cả nhà. Ở đây thì Nam sẽ trải nghiệm cho cả nhà xem về ngọn hải đăng tại khu vực Ba Làng An. Người ta có thể gọi là mũi đèn, nhà đèn nha cả nhà. Ở đây thì trên đường mình đi vào trong khu vực mũi đèn. Ở đây thì khi chúng ta đến đây, chúng ta có thể trải nghiệm, chúng ta leo lên ngọn hải đăng và chúng ta nhìn xuống bao quát hết cái khu vực Ba Làng An, một trong những cái địa điểm mà khách tham quan du lịch đến mọi ngày gần như là đều đến đây để tham quan ha. Và bây giờ thì cả nhà cùng với Nam vào tham quan khu vực Ba Làng An nha. Hello cả nhà. Hôm nay Nam có mặt tại Quảng Ngãi và một điểm du lịch mà Nam muốn chia sẻ với cả nhà đó là Ba Làng An. Ở nơi đây có ba ngôi làng cho nên là người ta sẽ đặt tên là Ba Làng An và Ba Tăng Găng hoặc là Trạm Đèn Biển nha. Ở đây chúng ta có một cái ngọn hải đăng và mình được chia sẻ là chúng ta có thể leo lên được hải đăng đó nha cả nhà. Hôm nay bây giờ cả nhà cùng với Nam leo lên hải đăng để chúng ta nhìn toàn cảnh khu vực biển Ba Làng An nha. Chúng ta cùng đi cả nhà ơi. Xuống đây thì chúng ta có những cái điểm du lịch nè, có cái những cái nơi ẩm thực hết nằm ở trong cái khu vực này nha. Biển ở đây thì sóng rất là mạnh luôn.
Nam nghĩ là mình đi tắm thì cũng phải cẩn thận những cái gành đá cho leo ở chỗ đó ha, đá ngầm nào nhiều, khu vực này đá ngầm rất là nhiều nha. Mọi người đến đây tham quan rồi đi dã ngoại, tập trung chủ yếu là dã ngoại là chính, còn tắm biển cũng là phụ thôi, vì đá ở đây đá ngầm rất là nhiều cho nên là và sóng cũng rất là mạnh. Chúng ta cũng tắm thì cũng tắm trong gần bờ để đảm bảo an toàn nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ leo lên ngọn Hải Đăng để chúng ta quan sát hết toàn trong cái khu vực ba làng ngang nha cả nhà. Ở đây chúng ta có một cái trạm để quản lý hải đăng, ở đây là khu biển ba làng ngang, trạm đèn nha, chúng ta có thể gọi là mũi đèn nè. Đứng chỗ này bao quát lắm nè cả nhà ơi. Đây là một cái địa điểm chúng ta có thể nghiên phong ở đây, rất là tuyệt vời. Đứng hóng gió nè, và chúng ta có thể đến đây để mà chúng ta đón bình minh ở đây cũng rất là tuyệt vời. Ở đây thì cái hướng mà chúng ta nhìn ra biển thì để đón bình minh là tuyệt lắm, tuyệt vời lắm cả nhà. Ở đây có một cái lối để chúng ta đi xuống nè, xuống một cái nơi để mà chúng ta nghỉ dưỡng nè, rồi chúng ta cắm trại picnic ở đây nha. Biển đây thì trong xanh, sạch sẽ, sóng thì khá mà mạnh, có nhiều cái đá ngầm cho chúng ta cân nhắc về đi ra ngoài xa để mà chúng ta tắm nha. Chúng ta được anh ở quản lý cái trạm đèn này cho phép của mình, chúng ta sẽ lên tham quan hải đăng nha. Ồ, tiếng nó vang vang. Ở đây là lần đầu tiên Nam được đặt chân lên một cái ngọn hải đăng. Ở đây là cái nơi mà chúng ta có thể quan sát tất cả các khu vực vùng biển, cũng giống như là thành phố Quảng Ngãi qua cái đèn hải đăng ba làng An nha. Đây cả nhà ơi, lên đây sao nghe người nó bay bay rồi đó nha, cao lắm. Có một cái môi trường càng lên cao chúng ta còn bị giảm trọng lực và không khí lãng nha. Thấy hơi xa rồi đó cả nhà. Ngừng lại nghỉ một chút xíu rồi. Mình thấy được bóng tuổi này đâu. Chưa lên tới trên mà nghe nó mệt mệt rồi. Hay nữa. Ở nhà ơi, thật xa đi giống như cầu thang đi ở trong nhà thôi, nhưng mà cái cảm giác của mình ở đây để mà khám phá nó rất là lạ nha cả nhà. Không biết còn bao cao mới tới à. Lên tiếp. Sau mà mình đi ở đây mình cảm giác mình rất là khó. Ồ, ra tới ngoài rồi nhà ơi. Không biết cảm giác là đứng ra ngoài nó như thế nào đây, nhưng mà bước lên đây cảm giác cũng hơi sợ sợ cả nhà. Thấy bình tĩnh nha, bước ra ngoài. Gió lắm không? Ồ, cũng không gió lắm cả nhà ơi, nhưng mà hơi ghê. Rồi giờ cả nhà ơi, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy hết toàn cảnh của cái khu vực ba làng An thôi. Lên tới đây thì chúng ta cũng chưa thấy hết cái thành phố Quảng Ngãi đâu, nhưng mà thấy được cái chùa Minh Đức nha. Xa xa là chúng ta thấy được cái chùa Minh Đức. Rất là gió nha, rất là tuyệt vời. Mình được xin phép ở cái đội bảo quản quản lý ở cái khu vực mũi đèn
ba làng An thì mới được phép lên đây. Đó, mà lên đây cũng rất là mệt nha, vừa mệt vừa lo lắng. Gặp là Nam rất là sợ độ cao nữa. Rồi, Nam quyết định là không có đi vòng vòng ra ngoài cả nhà ơi. À, không biết sao chứ đứng ở đây cảm giác ghê lắm cả nhà, gió mạnh lắm mà mình vừa độ cao mà mình cảm giác người mình nó bay bay lắm. Mình cũng ráng leo lên đây để chia sẻ với cả nhà những cái quang cảnh ở đây. Với cái lạnh là cũng khoảng 20 độ nhưng mà Nam toát hết mồ hôi rồi cả nhà. Đứng đây mồ hôi đây không phải mồ hôi mà nóng đâu cả nhà, mồ hôi lạnh á, mồ hôi sợ á, lo lắng. Từ cái lan can rồi đứng ở đây nhìn đồ. Nhưng mà thật ra là chân thì cũng không có được cảm giác nó sự chắc chắn với cái độ cao này cả nhà. Ra Nam này Nam cũng rất là sợ độ cao. Mà hôm nay thì cũng ráng để mà chia sẻ với cả nhà lên đây lấy cái hoàn cảnh đẹp cho, hình ảnh đẹp cho cả nhà xem chứ. Nhà xem mình cũng đừng cười Nam nha. Thật ra là sợ độ cao thì đứng lên đây ai cũng sợ cả. Rồi cho là một cái công trình rất là chắc chắn. Phải nói là rất chắc chắn để có thể chịu được cái sức gió rồi kể cả những cơn bão. Ở trên cái vùng biển Quảng Ngãi mà một năm rất hứng chịu rất nhiều cái trận bão lớn. Cái họ cái đăng như này Nam bảo bảo là xây dựng rất là chắc chắn. Không có vấn đề gì bàn cãi cả, nhưng mà là do bản cá nhân của mình nó cũng hơi sợ độ cao và mình ít có leo lên những cái nơi như thế này, nên là cũng chia sẻ với cả nhà. Cái góc phía bên đó đó, cả nhà thấy là những cái trò, những cái tum để chúng ta có thể cắm trại picnic tại đó nha. Khu vực đó là khu vực chúng ta có thể tắm biển mọi thứ hết luôn. Khách vô đây cũng nhiều cả nhà đó. Nam thấy có cái đường xe ô tô chạy vào đó rất là đẹp cả nhà thấy không? Chúng ta nhìn trên cao là đẹp như một bức tranh vậy. Đó, xe của Nam thì cũng đậu vô cái bãi đó nữa, người ta có thể tham quan đi trồng mòng ở khu vực này. Ở đây là cái điểm cuối cùng trên cái trục mà chúng ta đi tham quan ba làng An nha. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mình trong thời gian tham quan đây thì bây giờ mình đi xuống tầng dưới nha. Nhưng mà đi xuống thì có vẻ ổn hơn là đi lên cả nhà. Thì đến đây thì chúng ta muốn tham quan ở trên ngọn hải đăng là chúng ta xin phép trong cái đội ngũ quản lý ở đây. Em thấy ở đây mọi người cũng lau chùi sạch sẽ này, cũng giữ cho cái đường đi trên cái ngọn hải đăng rất là đẹp, rất là sạch cả nhà thấy không? Chúng ta đã đi xuống bên dưới rồi. Đó. Trên những cái đoạn này chúng ta nhìn chúng ta sẽ thấy bao quát hết cả cái khu vực ba làng An cả nhà. Bây giờ chúng ta đi xuống cả nhà ơi. Có một cái cầu thang hình xoắn ốc như thế này, khá sạch chắc chắn và cũng rất là sạch nha. Ở đây nó có một cái tiếng vang nha cả nhà, chúng ta nói là vang vang lên tại vì nó sẽ thiếu đường móng mà nó cũng không có vật dụng gì trong đây hết, cho nên là tạo cái hiệu ứng nó tiếng chúng ta nó vang vang như vậy cả nhà. Và bây giờ thì chúng ta đi xuống dưới rồi. Hello, hello cả nhà ơi, không biết là cả nhà có nghe Nam ở đây hay không? Nam đang đứng ở trên hải đăng nè. Một cái vị trí rất là cao ở đây, không biết là có nghe hay không? Nhưng mà chắc là bye bye cả nhà nha, Nam đi xuống thôi.
khi chúng ta tham quan Hải Đăng rồi thì bây giờ chúng ta qua cầu Cổ Lỵ và chúng ta sẽ ghé qua cái quán Giòn Gáo Dừa ngay trên cầu Cổ Lỵ luôn cả nhà. Một trong những cái đặc sản mà khi chúng ta đến thành phố Quảng Ngãi chắc chắn là chúng ta phải thưởng thức rồi. À, đây là một cái tô giòn nha cả nhà, chúng ta ăn chung với bánh tráng nè, rồi với rau sống nha. Một cái món rất là ngon và chắc chắn là mọi người cũng sẽ thích khi mà dùng món này. Cái con này là đã nấu chưa? Nấu rồi. Nấu rồi hả? Bây giờ mình đãi lấy cái gì? Lấy cái ruột. Lấy cái ruột hả? Dạ. Ôi, nhìn sao li ti vậy đó hả? Dạ. Đừng ngồi em lắc hoài cho ra cát hả? Lắc cho cái cá xuống á. À, cát nó ra ngoài. Dạ. Ủa vậy cái con nó còn ban đầu là con nào ta? Nó giống như con ốc luôn hả? Đây là cái quy trình để mà làm giòn này cả nhà. Đây là đang cái này là nấu rồi và đang đãi cát, đãi những cái rác và những cái tạp chất khác. Đây là cái con giòn còn sống ha. Lần đầu tiên mình được thấy con này, mình thấy ăn ấy chưa biết nó ra hình thù như thế nào. À, nó dài dài nha, nó không có giống như con hến ha. Con hến thì nó tròn, con hến là nó kiểu như thế này đúng không chị? Đây là con hến nè. À, con giòn thì nó sẽ dài ra. Thế này. Ồ, vậy xong khi nấu lên thì nó sẽ ra như thế này. Ruột nó nhỏ xíu như thế này. Và sau khi chúng ta dùng bữa trưa tại chân cầu Cổ Lỵ thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục hành trình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm dõi hết clip nha. Cả nhà cũng đừng quên like, subscribe kênh của Nam. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại. Bye bye. We'll be right back.